tính điểm luôn hay là có tính vô bán kết gì không? Tính điểm. Tính điểm vô. Sao vòng tính điểm? Ăn năm trận, ăn hết thì nhất hay là tranh nhất nhì nữa hả? Hai đội cao điểm đi tranh chung kết đúng không? Quýnh vị nó mới hứng chứ quýnh điểm ba đội rồi sao? Mau lắm. Tại thêm nói chung là cũng được, có sao đâu. Ai cũng vậy thôi. Nói trước để mình biết được. Thì coi như quýnh thêm trận nữa gì đây. Má lão máu nữa rồi đó. Ai cao? Hả còn đệ thêm nước uống lấy thiệt à. Đi lấy bánh không biết mở cốp xe như bê đặt nó chạy xe biết chạy xe đồ đăng ký chạy xe rồi chạy xe ai cho chạy nổ bơm luôn anh hả chạy ơi đi quay với youtuber đâu nè có youtuber đó chịu bị trong đâu có đó má này ngu thiệt mà đứng xếp quay nè nó mới dính cái máy quay luôn chừng nào lại cái giá bộ lùm lùm không bình lửng bình lửng đây 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 đó lên hình liền nó có ngoài cái bể luôn các chị đưa lên hết á bây giờ cứ đưa lên đồ hổ mà lên chậm giống muốn đồ còng như kia luôn ba ba làm gì lùng quá càng ngửa càng lùng kia quýnh như lùng kia luôn quýnh xe chịu không chịu không chịu, chịu ăn kia chạy luôn đồ ngon lành đôi khi lùng theo lại thấy không mấy ca đâu có được đánh solo đánh mấy thằng lùng được đâu quýnh đôi còng ba ba lùng người ta có thể cắp cái mày quýnh quýnh trong vòng có 10 phút là rồi rồi nó quýnh 40 phút không có lỗ đâu qua trở lại có ăn nào mà ôm chọi không à? Mà thằng nào mà thua này mà thua này, này chơi sức châu á. Đằng sau tới mình đó. Medo một pha chắn bóng gắt điều luyện của Medo. Trời, mừng cái đôi giáp, mừng cái chiếc giáp ta là phải đem trả là tới nơi đàng hoàng. Chưa mà em chưa trả mà. Thằng em ra. Coi, trước coi. 26. Điểm luôn ấy ơi. Rồi nó gặp thì dở. Má ông pha đen nó ngồi, cái bọn nội nội nghị 26. Cái này. Chỗ tao quay phim nè, nhỏ nè. Tao đang tác nghiệp, cái này làm gì lỗ cho rồi. Thua. Đúng. Dưới ngực làm bắt. Ê, gì nè. Ê, gì nè. Cầm nắm rồi. Mẹ nó ghét cả một hai điểm nó giảm không giảm nè. Chết ngực. Bữa chắc nào bây giờ tu. Đẹp. Ai là người dứt điểm? Quá đẹp, cổ tay quá đẹp. Tiếp tục, một pha chuyền đẹp. Đâu? Dựng dựng lên cho nó đi bạn ơi, đừng có đẩy. Không có đâu nào. Thủ lô đâu? Thủ lô đâu? Nhưng mà ai nói là đánh hồi nào? Có phải? Có không kia? Đâu phải thằng kia trẻ hơn. Không phải. Thằng kia thằng trẻ hơn nhiều. Cái gần thật này phải. Trời ơi. Thấy chưa? Em thiệt. Kia cao hơn. Quýnh ở trong ấy kìa. Quýnh ở trong Thái Bình quýnh đội cu kìa. Ừ. Em chị không có chân kính năng hai trái. Không có thằng trẻ, thằng kia nó trẻ quá hả? Trời ơi anh nhớ. Má đình đen lan xả với đình đen. Là nó đổ xuống mấy tháng nó già vậy sao? Hay quá. Khởi động ghê. Ôi. Tới thầy quýnh ra ta. Đội số 1. Tên số 1. Quýnh nhà. Mày số 2 mà. Vậy là số 1 rồi nhà. Bình á. Số 1 á. Số 1 với em. Chết mẹ tay nữa. Ngáo. Không quýnh. Vậy mà nó đi quýnh. Khởi động ca ơi. Bớt ngáo đi nghe ba. Đội mình đâu có vụ 1-2 được phải không? Không thiệt. Phải trả anh cầm bên kia rồi. Cao. Thôi đó. Cao cầm mấy chín không à. Cái thằng trẻ, hoàng trẻ. Bộ này không may, bên đây không phải mét chín hả? Nhưng mà không ai mập như em chứ. Thằng Chí Thanh tay trái á. Đâu phải ai thằng nào muốn mập như em đâu dễ. Tay trái đâu mới thấy mà nó quýnh ghê. Chí Thanh tay trái, Chí Thanh muốn nhanh nữa, lòng má cho anh muốn nhanh quýnh. Không phải muốn mập là mập đâu. Ừ. Cái thằng tay trái số người muốn mập nó mập được đúng không? Có được đâu. Ừ. Em vậy em muốn mập nào mập được. Đó thấy chưa? Em phải hành diện với cái cân nặng của em bây giờ. Đúng chính xác. Hay quá thầy ơi. Em hay. Luyện của tay chỉ em đội. Nhìn nhận gặp lại Lâm không? Gặp. Rồi nó quay đó. Lại là khoa đen. Gò tay hả? Gò tay gò đập vô tường. Khoa đen đưa anh em sao bờ. Tức là lấy cái tay đập vô tường. Có luôn hả? Nó chỉ nè. Đập vô tường vậy hả? Ừ, nó tay đập vô tường. Tay với ai? Mình
Ừ, nó gõ tường á, nó nói là lấy tay gõ tường. Hiểu, em hiểu gõ tường, nó đang hiểu gõ tường sao không? Hiểu không? Hiểu xong hiểu. Sao hiểu được? Đó, hỏi đó, hiểu xong hiểu. À, y ngọt trời. Tay trái y ngọt. Có hình ảnh bà Bình Minh đâu đây? Phải qua đèn bật đường, phải qua đèn bật đường. Đã luôn thì đã luôn. Ý của anh là có cái... Cái sao? Gì đâu trời. Chơi gì đâu, chơi chả đúng gió không? À, không giờ, có quýnh gì mà tao không? Không. Nó có về đây hay gì? Không, Trạng á, xin á. Quýnh bên ông Trạng, Trạng lồn đủ mẹ bữa. Trời, Trạng thôi vậy. Ông Trạng bữa chắc, đợi là Trạng nào? Chắc hai nhà Vinh giờ. Ghê hả? Hết xe mệt Hoàng ơi. Hai nó cũng vừa vừa. Sao vậy? Thua hả? Thua. Thua luôn hả? Thua chục triệu đó. Sao nó ăn mà? Ăn què. Chảnh được không ăn quy đen luôn á. Như là dài lắm vậy. Chảnh được không ăn quy đen. Mở sổ quýnh luôn á. Thường ai lấy băng gói vô mà nè. Mẹ nó mà nó quýnh nhiều khi nó xịu xịu cũng rất nhiều. Má bởi nào nó hứng nó quýnh tốt. Đánh nó giữ đồ. Nó đánh nó quýnh nhầm trái hay là từ đầu tới cuối không ai chán dính nó cái nào vậy cái trái kia trái cuối rồi cái phát bỏ lỗ ta đỡ được con số 2 ờ gì không nó phải cầu yếu à không có tiền độ không có tiền độ cái nơi điểm điểm còn nó quýnh lan ra mà nó không quýnh bỏ lỗ thủ vô pha đe pha trắng thủ vô em mong mong trắng em tiếp hai đem em á hả hai trắng á anh em mà thằng ngốm thằng mập gì mà dành ăn quá bởi vì mày cái tật ham ăn đó tao mập phi ứng không anh em phải hành diện với thân hình em bây giờ đúng chính xác em là Tiết Châu phiên bản lỗi Tiết Châu phiên bản lỗi lỗi chỗ nào lỗi chỗ nào Tiết Châu đi về Mỹ á mà cái thiệt lỗi là lỗi cái chiều cao đúng không cái sản phẩm nó đồ chứ chưa xong nữa đi qua Mỹ rồi chưa đi nhà là chưa cọc bis hết nữa chưa dạng đang đồ chứ đang download mới có 50% mà chưa chân đi Mỹ rồi mới download cái thân hình à chưa chiều cao download chiều cao nữa đi về mới sao chép chút xíu còn đi mẹ rồi qua đó nó không biết con nó có đá có đánh không nè mập như con trâu à, mập nhưng mà nó được cái cổ chói nó dùng bạo quai quýnh không à lực gì bạo quai này quýnh đủ mấy thằng này chịu nổi sao bố mai nó dùng nó tại sao nó dùng cái này quýnh không à đâu có dùng để hồi dùng thử ta anh nhìn cổ tay không sao nó quýnh lực được chuyện ai ta chạy không sao thấy chuyện ai ta chạy không bắt trong tay ê cái này bỏ vô cái này được không được. Để lát kêu Nhật cho vậy tới. Nhà thôi. Thôi kêu hỏi tôi. Game quá. Còn hai thằng này chi? Hai thằng này chi? Bố. Còn hai thằng tao ở ngoài tao. Tao tao bình luận nha. Đó. Tao gió phòng lên. Trả chiếc dép này hả? Đúng rồi đó. Cảm ơn Thảo nha. Chưa có thấy bọc bánh à? Một pha đập bóng trên tay trắng của bạn nón trắng áo xanh. Quên tên nó luôn. Ải, Ải học dịch. Ải đúng rồi. 4 năm. Ly chai xịt ra. Pha đập bóng cấm sân. Của bạn à, nón đen, áo đen, quần đen. Ơi, đi lấy chai xịt ra đi nè. Anh em đổ muốn. Vợ cái đăng ca. Lấy trái sạch. Nghe nói một pha xử lý bóng cổ tay của tốt của bạn nón đen áo đen quần đen. Bảy bốn. Đề nghị về bỏ quýnh giải hỏi tên đặt áo hỏi tên nha cho thầy Hải biết tên để ông bình luận. Tiếp tục đập bóng trên tay trắng của nón trắng áo xanh quần xanh. Hải học dịch. Đánh lại. Hải học dịch. Ngồi lớn thằng mà mặc áo lộn xộn màu rồi sao? Đọc hết luôn gì đó. Ờ, người ta coi người ta biết. Con kia tên. Con đó, chạy đây. Ui. Ê. Ta chuyện nè. Ta chuyện nè. Một pha bẻ y thần thánh. Số 25. Cái số người ta đọc số. Cái trái vừa rồi thì theo thầy là có được gọi là chém không vậy thầy? Cái đó là chém á. Chơi chém hả? Sao mà chém căng quá vậy thầy? Tại do giáo quen quá. Có phải. Theo trong cái tem mình tôi cũng có thấy một cá nhân là chém nhưng mà cái lực nó không được vậy á. Tại cái dao nó bị vợ nó đổ xí làm để chặt củi.
dao nó toàn đi đẻn lú. Tại Togo nó đâu có lên đam đâu, nó lên tăng không à. Phải chịu. Togo mình nay lên sắc thương chuẩn rồi. Không có tiền. Tôi cho Togo đi gần cho nó farm không gần. Mày đây ăn. Đây ăn mà. Hồi nãy ở bên cái bệnh ăn. Như đẻm mà trong tay. Mời sao? Đúng rồi, ừ. Ê, nhưng mà đây nhìn gần nè, nó trắng chết đúng rồi. À, cái cậu số 2 này bà hổm nó dám gần, nó trắng tôi chết hai trái luôn. À, số 2 bên đây nè, đó, số 2 nào quay mặt đó. À, nó dám trắng gần tôi chết hai trái luôn á bà hổm á. Ghê thiệt. Bảy mươi. Quýnh ba xếp thằng Huy bê tông với thằng kia trắng không dính chỗ nào mà nó gần. Này 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 chuyền cho Huy bê tông này chứ nào. Má thiệt. Đúng không? Nó trắng nó dính chỗ nào còn đủ mắt này nó gần cái một trắng chết hai trái luôn bực bội. Ủa trắng nào? Ủa trắng cu giống á. Trắng cu đâu phải có không đó đâu. Không đó không quýnh thằng ngoài đội mày. Quýnh đội kia. Quýnh đội kia. Bị dân ông trắng dính lên lại nè. Thì trống quá. Thì trống quá độ xí nghiêng xuống má. Không ai trắng gì bữa đâu mà. Thả ông bật chế độ đi trời. Không ai trắng. Bật chế độ gì? Bật chế độ cung nổ. Chơi sụt cung nổ. Bỏ kêu Huy bỏ máy rồi chơi sụt nó trái không? Bật chế độ. Má dính dính cái cuối luôn gì nữa. Hai thanh chân hơn. Không thì thua đâu. Cái cái cuối. Mày hãy quýnh nó đâu bằng mấy thằng chân dư quýnh không? À, quá thường, quá thường. Dữ lắm. Hãy rồi quýnh cả 80, nó quýnh cả 101. Tại anh thấy em yếu quá, anh quýnh mạnh quá, sao được. Tại trên theo dập mỡ. Nương sức lại. Muốn quýnh mạnh thì dễ mà. Và cả đen này là tướng cả thằng Nguyên bên anh. Biết Nguyên không? Nguyên quýnh hút lắm. Có thấy không? Trắng vô, trắng vô. Nguyên mập mập. Tướng thì thịt mày luôn. Đếm. Đếm khóa đập. 92. Mà chuyện người tốt mà đi khóa đập. Ngáo. Ngáo, ngáo. Người ta phải biết phát huy hết cái khả năng của mình. Mình biết mình điểm mạnh chỗ nào chứ. Em không có ai, không có em, không có em sao mấy thằng đập được, đúng không? Mình phải em quan trọng. Em chị hai. Uống công. Gánh. Em điểm mạnh của em là đập mạnh đấy. Các bạn. Đồ ba ơi. Quá à, thằng đô á thầy. Anh nó à, ngủ với em. Cái nó đi tập sao ra tay đừng cho quay máy dầu nữa nào. Nó lên coi clip của thầy á. Cái bắt nó dậy mà dậy đi để tao chỉ mày. Em giật cho nó dài đường. Cuối cùng. Cuối cùng sao vậy? Hả? Giờ nó cũng quay máy dầu luôn. Nó hỏi sao nào ra tay nhanh đó. Tiếu, tao có một giờ đêm đi đó. Nó đứng lại tao giật cái dài đường. Má một giờ đêm đi đi giật dài đường. Nó lên coi YouTube á, coi hỏi nó đó nó coi nó dậu đó chưa. Hỏi sao mà được ra tay nhanh đó. Có điểm lộn không trong tài. 12, 13 lộn rồi. Cắt nè. Không, tại nó quen rồi, nó muốn sửa lại nó phải sửa, nghỉ. Sửa không lại mà. Nó phải nghỉ. Nó phải nghỉ chơi, tức là không có đánh nữa. Nó phải tập lại. Nó dành một tháng để nó tập kỹ thuật không á thì được, nhưng mà giờ em quen chơi rồi sao được. Mười ba điều trận đấu đang kịch tính. Trời khỏi kìa quá đập bóng giặt tay trắng ra ngoài đội điểm 14-13. Quýnh nó quái, bữa nó cái nó dài nó hót vô ngổ. Nó hả? Mày còn hay nào? Hải ơi. Mà trắng cái nghỉ thời gian nó chưa hả? Quýnh quái. Số 25 cái gì? Giống như chúng lai là chỗ này là cái dài bên tay phải nó hót vô ngổ cái ớn. Sao vậy? Quýnh nó quái quá. Quái quá. Vậy nó khởi động nó kỹ. Lại đi. Đi có ba trắng hả? Chơi khởi động kỹ xíu. Trời ơi. À, 14 điều điểm cuối. Đúng nổ vậy. Đúng nổ. Điểm cuối. Không ăn rồi. À, đâm heo cho cuối luôn ghê thiệt.